Người mẫu là một nghề không mấy xa lạ trong xã hội ngày nay. Ngoài những người mẫu trình diễn trang phục, những kiểu tóc hay người mẫu ảnh, còn có một dạng người mẫu ít được nhiều người biết đến, đó là người mẫu đôi tay. Đúng như tên gọi, những người theo đuổi nghề này thường chỉ được ghi hình đôi bàn tay đẹp của họ khi mà giới thiệu những sản phẩm mới. Bettina Ding, 30 tuổi, có hơn 10 năm kinh nghiệm làm diễn viên múa. Vì thế, cô hiểu rõ làm thế nào để biểu đạt cảm xúc thông qua chuyển động. Đó là điều khiến Ding quyết định đến với nghề mẫu tay. Tôi nhận ra các quảng cáo tay ở Hong Kong không hay. Tôi nhìn vào gương và tự nhủ, ồ, tay mình cũng đẹp đấy chứ. Sao mình lại không trở thành một người mẫu tay nhỉ? Ding từng cộng tác với nhiều hãng trang sức nổi tiếng như Harvey Nicole và một vài nhãn hiệu trang sức khác, có thu nhập khoảng 160 đô la Mỹ một giờ. Đối với bạn bè, những người mới khởi nghiệp, cô tính phí ít hơn để cổ vũ tinh thần họ. Ding cho rằng nghề làm mẫu tay rất thú vị và vui vẻ, mang tới nhiều cảm xúc lạ bởi khi chụp hình, chỉ có bàn tay làm việc, còn cơ thể có thể bày ra đủ loại tư thế kỳ quặc, nhưng chẳng ai chú ý. Tuy nhiên, cô cũng khuyên những người có ý định làm nghề người tay nên quan sát nhiều hơn, hãy xem xét các tư thế tự nhiên của bàn tay, nhìn trong gương và tập luyện.